tiếp thị liên kết kiếm tiền bằng cách nào? Bạn đăng ký một trang web có tiếp thị liên kết, sau đó lấy link sản phẩm đi chia sẻ. Khi có người mua sản phẩm, bạn sẽ nhận được hoa hồng. Vậy hoa hồng được bao nhiêu? Tùy thuộc vào sản phẩm mà bạn tiếp thị. Chi tiết hoa hồng và cách tiếp thị như thế nào? Hãy cùng vào xem video nhé. Chào các bạn, trở lại kênh YouTube Thân Nguyễn. Thì tiếp tục cái chủ đề mà làm tiếp thị liên kết affiliate với CiVI. Hôm trước mình đã chia sẻ với bạn cách đăng ký và cách viết bài lên blog, viết bài lên Facebook. Hôm nay mình tiếp tục các bạn chia sẻ lên một cái mạng xã hội khác nữa. Đó là mạng xã hội Telegram. Đó. Thì cũng tương tự giống như những bài lên Facebook thôi. Thì bạn cũng viết bài, hình ảnh, sau đó bạn sẽ đăng lên trên mạng xã hội. Mình sẽ lấy một chủ đề làm affiliate. Đây đường link nè. Đó. Đường link này để các bạn mà chia sẻ ra thì bạn nên rút gọn để nhìn đẹp mắt xíu. Chứ bạn để dài quá thì nó nhìn không hay. Bạn vào goo.gl. Rồi, bạn sẽ rút gọn. Cái link rút gọn này bạn có thể theo dõi nó. Cái lượt click vào bao nhiêu. Đó. Để bạn có thể theo dõi cái lượt nhấp chuột được. Cũng rất là hay. Rồi, mình sẽ viết một bài bên Facebook đi. Tại mình lấy cái mình lấy những ký tự đặc biệt đồ thì bên Facebook mới có. Còn mình khác bạn kiếm này không? Hello. Đây chưa được hả? Đây bạn sẽ copy. Đó, nhìn cái link này nó thấy thô kệt quá. Bạn có thể rút gọn bằng bít chấm ly cũng được. Mình sẽ ghi cái tiêu đề. Cao hơn. Tùy vào năng lực của mỗi người. Rồi. Bạn sẽ để những cái ký tự vô nhìn cho đẹp xíu. Rồi trang trí á. Đây. Đó. Sẽ là cái quà. Rồi. Mình sẽ từ mỗi tên chỉ vào. Đó, thì họ click vào, họ có thể xem và đăng ký.
Rồi mình sẽ trở lại cái quan trị web này đi. Mình kiếm cái bài bên City lúc đầu hay hơn. Mình sẽ lấy cái bài hướng dẫn để giúp họ có thể xem chi tiết trước khi sử dụng. Đó, tham khảo. Thì đây là cái giao diện quản trị của một cái website. Đó. Bạn có thể cập nhật. Bao lâu nó sẽ có những cái gói nó cập nhật lên đó. Các bạn sẽ vô cập nhật lại. Thì mình sẽ qua cái giao diện của landing page đi. Website bình thường thì các bạn cũng đã biết rồi đúng không? Landing page thì đây là cái quản trị của landing page. Thì mình đa phần nhiều dùng những bài viết trong landing page cho nên tỷ lệ nhấp chuột vào trang nó rất là cao so với những cái trang khác, những cái trang của website. Đó, phần mềm bán hàng, kiếm tiền trên điện thoại nè, nói chung nó nhiều trang đó bạn. Tự tay thiết kế landing page này. Như cái trang này mình bỏ đâu rồi. Thôi mình cứ lấy cái mẫu vậy đi. Mình sẽ thiết kế một cái hình ảnh dùng cho bắt mắt xíu. Ở đây nhìn vào nó cũng hấp dẫn hơn. Đó là hình ảnh để mình chiêu mộ người ta làm affiliate. Thì bạn thay vì máy bạn yếu thì bạn có thể sử dụng phần CiVI, thì nó cũng giống giao diện giống như sử dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh rồi thôi. Đó, nó có nhiều hình ảnh, mình toàn sử dụng bằng cái phần mềm này không. Bạn sẽ tạo một cái mẫu quảng cáo. Tất cái ảnh này, công cụ nè, tiệc sinh nhật nè. Đó, nói chung là đủ thứ hết bạn. Quảng cáo hình ảnh. Hoặc là quảng cáo cho Facebook rồi nè. Đó, cứ lấy cái nào cũng được. 12628 đi, nó rộng hơn. Chú ý là khi mà bạn làm này, bạn sẽ sử dụng cái ngôn ngữ là tiếng Anh nha. Thì bạn sẽ bỏ dấu được. Bạn sử dụng tiếng Việt thì nó ra nó gói đó. Thì đây là những cái mẫu mà nó có thể cho mình. Đó, mẫu freebie nè. Những mẫu tính phí. Thì mình sẽ lấy những hình ảnh mà mình đã tải lên. Để mình sẽ làm cái đây, đầu tiên mình sẽ đưa một cái hình ảnh vào cái máy tính để làm cái thị liên kết mà. Rồi, mình sẽ đưa cái hình ảnh cái thị này vào đây nữa. Rồi, từ từ. Mình sẽ đưa hình ảnh này trước. Rồi, sẽ đưa cái này qua. Này nhỏ thôi. Xuống đây
Đó. Còn là bạn có thể tạo hình ảnh em được. Rồi, bạn sẽ tạo lớp nó xuống. Bạn sẽ chọn là BNG hoặc là GPG, chung cái nào cũng được. Rồi, bạn sẽ lưu lại, sẽ như số 1 đi. Rồi, bạn sẽ qua đây, bạn chèn ảnh vô. Tải ảnh lên. Rồi, bạn sẽ xuống sẽ bằng lớp sẽ bằng số 1. PNG. Rồi, mở lên. Rồi, bạn sẽ chia sẻ ngay. Rồi bạn sẽ lấy cái liên này và bạn qua cái giao diện của thằng Telegram, bạn cứ việc post bài lại thôi. Đó, đơn giản thôi. Bạn có thể đính kèm hình ảnh. Ok. Đó, cứ tương tự như vậy. Còn những giống khác cũng vậy. Bạn sẽ tải hình ảnh số 1 PNG. Rồi, ok. Send. Ok. Thì làm sao để tham gia được nhiều nhóm? Thì tí nữa mình sẽ chỉ cho bạn, hướng dẫn các bạn. Rồi, tương tự vậy. Thì trong những video sau, mình sẽ chia sẻ các bạn những cái nhóm của Zalo thì cũng rất là hiệu quả. Mỗi lần các bạn mà post bài lên thì nó sẽ có số lượng người truy cập vô khoảng từ mấy chục ngàn người các bạn. Cái tỷ số Zalo hôm nay nó sử dụng rất là nhiều, cho nên đăng bài viết lên cũng rất là hiệu quả. Ngày xưa mình bán hàng cho thằng Unica cũng nhờ vào Zalo không à. Nhưng sau thời gian mình bận rộn mình không bán nữa, cho nên bây giờ cũng giảm đi doanh thu của Unica. Trước kia mình chỉ bắt lên lên thôi, mà kiếm một tháng mấy triệu bạc á. Đó, tương tự vậy. Rồi lần lần bạn cứ post hết những nhóm mà tham gia thôi. Thì khi người ta thấy hay người ta click vào. Bên CiVI này không biết sao nhé, bên CiVI này lên như giữ được 45 ngày. Còn bên Unica là bạn cứ thả lên vô, khi người ta click vào ở trong vòng 45 ngày người ta quay lại ta mua, click trực tiếp vô Unica thì bạn nhận có tiền, bạn nhận hưởng hoa hồng. Rồi hay chỗ đó. Ok. Đó, bạn cứ thế thôi, mỗi ngày việc bạn cứ làm một cái bài viết và các bạn có thể viết bài lên cái website của mình và sau đó bạn chia sẻ, thấy được link vừa chia sẻ website luôn đó, rất là nhiều nhóm không, nhiều group đó. Thì để tham gia được cái group này mình đã tắt rồi, thôi mình trở ra khác đi. Đây mình có một cái trang, đó là trang Recoin. Thì trang này
là một cái trang gọi là bạn kiếm tiền bằng cái cách là gọi là gì ta, kiếm đồng crypto si á, nghĩa là bạn bảo vệ một cái lượng dự án nào đó, khi mà nó có lời thì nó sẽ chia cho bạn. Đây ví dụ như cái dự án Omibit nè là $24 thì cái này nó đã không còn tác dụng. Đây hoặc là dự án khác, đây mình coi dự án này mà nó còn đi. Đây giả sử dự án này thương mại nè, đó là $1, dự án này $15 thì nó mất rồi, không còn. Đó, dự án $7.5 đi, đó thì bạn click vào đây bạn sẽ làm nhiệm vụ, bạn sẽ chia sẻ lên Telegram hay chia sẻ gì đó thì nó sẽ tăng năng lượng cho bạn. Đây ví dụ mình chia sẻ lên Telegram, share, mở trong desktop rồi bạn share bất cứ một cái nhóm nào đi. Đây ok rồi, thì nó sẽ bắt bạn làm nhiệm vụ. Đây bạn có thể truy cập cái trang web này hoặc là ở đây nó không có tiền gam, mình sẽ qua cái khác đi. Nói chung nó nhiều cái lắm bạn, có đủ cái mạng xã hội chứ, thì bạn có thể tham gia vào đây để kiếm tiền, hoặc là có thể là vô để tham gia những cái group của nó. Những trang web này nó không có Telegram. Sẽ tìm những trang khác. Cho mỗi ngày các bạn cứ vô những cái trang thôi là các bạn có rồi. Đó. Bạn xuyên thì bạn có thể bảo vệ những cái lượng án này. Thì là bạn mỗi ngày bạn ngồi ra chia sẻ thôi. Khi mà nó thành công lên sàn tốt thì sẽ chia sẻ cho các bạn cái lợi nhuận là $18 thì vô hạn nha. Đó, còn là nhóm Telegram này đó, đây có nè, bạn sẽ tham gia những nhóm này đó, bạn bấm view group thôi ở trên Telegram rồi bạn bấm join group, đó là bạn được tham gia. Ok, cứ như thế là bạn mỗi ngày bạn mở ra bạn cứ tham gia được nhiều nhóm thôi. Đó. Cái bàn cảnh nữa thì bảo vệ những cái lượng án này, bạn làm đủ hết cái điều kiện của nó thì cứ mỗi ngày bạn mở ra, thì thời hạn của nó là cái tùy theo trang. Cái này là 13 tháng 2 thì không còn áp dụng Android. Đó, Android mà để Android nè, mà để thời hạn á là nó áp dụng mà nó không còn áp dụng, nghĩa là cái này nó hết hạn rồi đó bạn. Đó, những trang khác gì thôi. Cái đó là cái cách để tham gia những cái nhóm trên Telegram đó. Bạn có thể vào cái trang đó, trang recoilfu.com, nó có rất nhiều cái group của Telegram và những cái group của thằng này nè đó, những mạng nước ngoài á. Tương tự vậy bạn có thể là kiếm những group khác, ví dụ như $3.8 nè, nền tảng nè. Đó. Bạn có thể tải xuống Android hoặc là này cũng không áp dụng Android nữa, nó đã hết hàng rồi. Thì nhiều người kiếm tiền trên Android này cũng rất hay mà. Đây kiếm là $1,000-$2,000 một tháng bình thường á. Đó. Khi hên xui bảo vệ những cái lượt những cái trang, chia sẻ những cái trang này nè, đó tốt thì bạn có thể đạt được những cái thật cao. Đây những trang này còn Android nè, bây giờ coi nó còn thời hạn nè. Nói chung là Wi-Fi-Dash bạn phải áp dụng nhiều cái nữa chứ không phải là đây post Telegram. Rồi mở trong desktop đó,
kêu bạn tham gia Star bắt đầu. Rồi, ok. Rồi, Văn thì bạn cứ lấy những cái bài viết, những cái sản phẩm mà bạn muốn tiếp thị liên kết của CiVI. Thì trong những video kế tiếp nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái trang web tiếp thị liên kết khác nữa. Trong Việt Nam giờ nó rất là đa dạng, rất nhiều trang. Thì bạn nào đang xem video, nếu chưa đăng ký kênh thì hãy bấm nút vào nút đăng ký. Còn bạn nào mà đã đăng ký rồi thì hãy ủng hộ mình một like hoặc là share giúp mình. Nếu cảm thấy video chưa hay thì hãy comment dưới phần mô tả video thì mình sẽ cải thiện video tốt hơn. Văn xin cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Hãy theo dõi kênh bằng cách bấm vào nút đăng ký bên dưới. Cảm hãy chia sẻ video này cho mọi người giúp mình.